Con tên là gì? Dạ, con tên là Lucia Nguyễn Thị Nương. Con ở Kiên Giang. Bao nhiêu tuổi? Con 49 tuổi. Con làm nghề gì? Dạ, con làm công nhân. Rồi, con được ơn gì của Chúa? Dạ, thưa cha, con được ơn là con bỏ Chúa 30 năm. Đó là ơn. Con bao nhiêu tuổi? Con 49 tuổi. 49 tuổi, 19 tuổi là chị ấy đã bỏ Chúa. Được ơn là quay trở về với Chúa sau 30 năm bỏ Chúa. Vì bỏ Chúa 30 năm có phải là ơn không? To lên, bỏ Chúa 30 năm có phải là ơn không? Không, nhưng mà quay về với Chúa sau 30 năm mới là ơn. Rồi, nhờ đâu mà con được ơn quay về với Chúa sau 30 năm con? Dạ, tự vì con bị bệnh hư trái thận trái á, con về nhà chị con, chị bệnh nhưng mà chị không có hết. Rồi bác sĩ kêu con mổ. Nhưng mà con khi mà về nhà chị con có cái đài của cha đó. Rồi con nghe cái chị con mới nói thôi, em đi nhà thờ là đi, em đi lên Cha Long đi. Con đi không có nổi nhưng mà con mới nhắn tin cho cha, con nói thưa cha con bệnh bây giờ con đi không nổi. Thì cha không có trả lời, nhưng mà sáng ngày sau là tự nhiên con nghe khỏe trong người. Rồi bắt đầu con mới đi lên. Lên thì con rất là mệt, nhưng mà con xếp hàng đi vô cho cha đặt tay. Khi cha đặt tay con xong á, thì cha nói là có ai có nhu cầu đi nhà thờ thì có cha ngồi tò. Con suy nghĩ, con nói con bỏ Chúa 30 năm rồi, mà bây giờ có cơ hội chắc con sẽ quay lại. Thì con mới dòng ra con đi sám hối, con đi xưng tội. Đó là cái ơn của con đó cha. Thưa anh chị em, một người chị em 19 tuổi đã bỏ Chúa. Sau 30 năm, Chúa muốn cứu thì Chúa phải dùng cái cách mà chúng ta vẫn thấy là nó khỏe là nó không cần, mà nó đau nó mới vái tứ phương. Và cô ấy bị bệnh thận và người ta yêu cầu là cắt bỏ cái thận đó. Rồi cô đến nhà người chị, chữa trị mãi cũng không xong. Chị con là người có đạo hay không có đạo? Dạ có cha. Vâng, đến nhà người chị rồi lại cũng nhờ cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót đây. Và cô ấy đã nghe. Rồi ai dẫn con đến với giáo điểm tin mừng này? Dạ con đi mình ơn con cha. Con còn một ơn nữa là... Vâng, cô ấy đi mình cô ấy. Và trước đó thì cô ấy đã nhắn tin. Nhiều anh chị em phải chờ cho trả lời Chúa mới ban ơn. Đây rõ ràng nhắn tin xong là cô ấy lết đi, không đi được, bệnh thật. Vậy mà nhắn tin xong cô ấy đã đứng dậy, cô ấy đi được. Và cô ấy đã đến tận giao điểm tin mừng này. Rồi cô ấy đã chấp nhận xếp hàng để lên đặt tay. Anh chị em nghĩ coi, một người bệnh thận thời kỳ cuối sắp phải cắt bỏ mà xếp hàng 3 tiếng đồng hồ lên đặt tay, sức nào chịu nổi. Đặt tay xong cô ấy thấy khỏe, cô ấy khỏe phần xác. Mà lúc đó tôi lại thông báo là anh chị em nào cần xưng tội xin mời ra phía sau. Đúng vào cái lúc cô ấy vừa mới được đặt tay xong, tôi lại thông báo cái điểm đó. Chúng ta thấy một ly, một tất, một tích tắc Chúa cũng tính hết. Cho nên tôi làm cái gì tôi thấy rằng là Chúa tính cho tôi hết. Lúc nào nói là nói, lúc nào không là không. Mà nói cái gì, nói như thế nào, dường như là tôi chỉ là cái máy, cái loa thôi. Còn mọi cái là Chúa điều khiển hết, thưa anh chị em. Làm sao mà biết cô ấy cần xưng tội để mà tôi thông báo, đúng không? Mà nếu không nghe thông báo đó, chắc gì cô ấy đã tỉnh ngộ mà cô ấy đi xưng tội. Và lúc đó cô ấy nghe thông báo và cô ấy đi xưng tội. Chúa chữa cả phần xác lẫn phần... Hallelujah! Ơn thứ hai. Dạ, ơn thứ hai là con có hai người cháu nó hút ma túy đá, nó bỏ nhà thờ, hai người cháu gái. Nhưng mà con cũng lên đây ngay ngày đó con cũng khấn luôn. Xong rồi con về, con cũng đọc kinh cầu nguyện, khấn nguyện cho nó hàng ngày. Nhưng mà mới đây, cách đây một tuần lễ, nó điện lại cho con, nó báo tin là tụi con không có chơi ma túy nữa, tụi con đã đi nhà thờ xưng tội lên rồi Út ơi. À, hai đứa đó bao nhiêu tuổi con? Dạ, một đứa 25 tuổi, một đứa mới có 19 tuổi thưa cha. Mà là con trai hay con gái? Con gái mà nó chơi 3 năm nay rồi thưa cha. Anh chị em nghĩ coi, hai đứa con gái, hai chị em ruột. Hai chị em ruột, đứa 19, đứa 25. Mà 3 năm hai chị em ruột đều chơi ma túy đá và bỏ Chúa. Chúng ta nghe con trai nó vậy thì còn đỡ. Đây là
con gái mà như vậy, xin hai ông cao vui lòng chuyển vào bên trong. Hai ông cao quá, che hết những người sau rồi. Chuyển vào bên trong cái sau cái cột này ngồi, chuyển bộ. Hai ông cao chuyển vô trong. Đấy, mình tập biết nghĩ người khác một tí. Hai bà thấp ra ngoài, đổ chỗ. Cứ như vậy thì mình thấy là dấu điểm tin mừng chúng ta, anh chị em sẽ tập mình biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm đến người khác. Là như vậy, anh áo tím anh cho vào trong, đó, đổ vào trong. Đó, cứ như thế thì chúng ta thấy rằng là dần dần mình sẽ tập có một cuộc sống biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm đến người khác. Ăn trông nội, ngồi trông hướng, những người ngồi sau, nãy giờ họ khó chịu lắm, họ đâu làm gì được. Nhưng mà bây giờ khi mà tôi tạm ngưng, tôi nhắc cái điều đó để chúng ta tập rồi sau mình ngó lại sau mình nhìn thấy mình cao quá, mình nhường cho người khác. Thì chúng ta thấy rõ ràng là hai chị em ruột mà 3 năm ma túy đá rồi bỏ Chúa như vậy, mà khi mà cô này cô được ơn quay trở về, lúc đó cô ấy mới khẩn cầu lòng thương xót Chúa, lúc đó cô ấy hiệp thông với chúng tôi cầu nguyện, rồi Chúa vẫn cứ ra tay. Anh chị em thấy đâu cần phải là phải nhắn tin trả lời đâu, mà hai đứa cháu đó nó cũng chưa cần phải đặt tay cơ mà. Cho nên Chúa có nhiều cách để cứu chữa lắm, thưa anh chị em. Với cô này thì phải lôi cổ cô ấy đến, đặt tay để cho cô ấy đi xin tội. Mà với hai đứa cháu thì là cầu nguyện ở đây, đánh đằng đông mà được đằng tây là như vậy. Cho nên có rất nhiều người đến đây bảo: thưa cha, sao con cầu hoài không được? Bảo con không được nhưng mà người khác được, có được không? Có tức không? Sợ rồi. Có tức không? Có chịu không? Chịu không? Tỏ lên chịu không? Cho nên có nhiều người lên đây: thưa cha, con không xin gì cho con, nhưng mà con xin dâng cái căn bệnh này để cầu nguyện cho ông Trump và ông ổn được hòa bình với nhau, được không? Được chứ. Thế chứ ông, làm cho Bắc Triều Tiên và Mỹ có thể bắt tay nhau được về nói chuyện hòa bình để chấm dứt vũ khí hạt nhân, để đem lại hòa bình cho cả thế giới mà không cần chữa trị cho con. Nhưng mà khi người ta cầu nguyện như vậy, họ đã được ơn chưa? Được rồi. Không phải ơn chữa bệnh phần xác, nhưng mà phần hồn họ đã được thăng hoa lên cao lắm rồi, thưa anh chị em. Hơn là những cái bệnh phần xác nữa. Ta gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót đứng mà con đã bỏ ngày bao nhiêu năm? 30 năm. 30 năm. Đây, cha gửi tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu để tặng cho đứa cháu mà tuy đá, đứa cháu gái 25. Và cha tặng cho con cây quạt để tặng cho đứa cháu mà tuy đá 19 tuổi, đứa 25, đứa 19. Và đây là đề can mẹ lòng thương xót và để mẹ ban ơn và lòng thương xót để tặng cho hai con bé đó nha. Xin Chúa chúc lành cho con và hai đứa cháu của con. Con tên là gì?